Hiệu ứng ảnh nổi, paper cut đang là một trong những xu hướng thiết kế thống trị năm 2022. Và video này của Niceline sẽ hướng dẫn chúng ta hiện thực hóa hiệu ứng tuyệt vời này 100% bằng PowerPoint. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật bằng đúng kích thước của slide. Sau đó tô màu nền là màu hồng đỏ. Tiếp theo chúng ta giữ Ctrl kéo hình ra ngoài để nhân đôi, rồi mở công cụ tô màu nâng cao để chỉnh màu sáng hơn so với ban đầu. Sau đó di chuyển hai hình chung với nhau. Bước kế tiếp chúng ta vẽ một hình trái tim với kích thước nhỏ và Concenter Middle để hình trái tim vào chính giữa slide. Chúng ta giữ Shift chọn hình chữ nhật trước rồi chọn trái tim sau, vào Merge chọn Subtract. Lúc này chúng ta có thể nhìn thấy lớp nền phía sau xuyên qua hình trái tim vừa bị cắt. Tiếp theo chúng ta vào Effect chọn Shadow rồi mở Shadow Option. Mọi người sẽ chọn hướng bóng chéo xuống dưới bên phải, chỉnh màu bóng là màu tối hơn so với nền. Chúng ta tăng kích thước bóng và tăng độ mờ để bóng lan ra rộng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thu bé sai lại, giữ Ctrl kéo hình ra ngoài để nhân đôi. Mọi người sẽ phóng hình to hơn với ban đầu và chỉnh màu sáng hơn so với hình gốc. Sau đó Concenter Middle để hai hình đồng tâm với nhau. Mọi người lặp lại bước tương tự để có thêm lớp hình thứ ba. Và đặc biệt chúng ta sẽ nhấn chuột phải, mở Format Shape, chọn cách tô màu là Gradient, chuyển từ màu trắng về màu xám. Cách tô màu này sẽ tạo cảm giác đây là một trang giấy trắng và giúp hướng đổ bóng trở nên hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta chỉ cần chèn ảnh chủ thể đã được tách nền, rồi dùng công cụ Backward để đưa chủ thể ra sau một vài lớp trái tim. Mọi người có thể tham khảo video hướng dẫn xóa nền và tạo viền trắng cho nhân vật tại niceline.vn/xóa nền. Chúng ta cũng có thể vẽ liên tiếp nhiều hình tròn, rồi vào Merge chọn Union để kết hợp thành một hình đám mây. Mọi người chọn lớp hình màu trắng, dùng công cụ Copy để sao chép màu sắc và cách đổ bóng cho đám mây. Sau đó chúng ta lại dùng công cụ Backward kết hợp với tính năng Copy vật thể để tạo nên những đám mây xen kẽ giữa những lớp trái tim. Và đây sẽ là thành quả của chúng ta sau khi áp dụng công thức animation tuyệt đỉnh của Niceline. Đến với khóa học thiết kế PowerPoint toàn diện, học viên của Niceline sẽ được sở hữu trọn bộ tư duy cùng kỹ năng sáng tạo hình ảnh họa tiết và thiết lập những chuỗi animation phức tạp để tạo nên những video marketing, e-learning, motion graphics, hoạt hình vô cùng ấn tượng và khác biệt so với phần còn lại. Sau bao tháng ngày chờ đợi, Niceline đã có thể mở lại khóa học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết cùng ưu đãi của khóa học tại niceline.vn/offline. Nếu bạn đang ở tỉnh thành khác, bạn có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com.